Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya theo lịch 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, Huy sẽ giới thiệu đến cho quý thính giả một cây viết mới, một cây viết trẻ, cũng là lần đầu tiên mà hai anh em cộng tác với nhau. Lâm Thanh Thừa, một cây viết cũng còn rất là trẻ và rất là đam mê trong cái vấn đề viết lách. Và Huy cũng nhận thấy đây là một trong những cây viết tiềm năng của chúng ta trong thời gian tới. Em ấy rất là chịu khó học hỏi, chịu khó nghe những lời góp ý. Và ngày hôm nay Lâm Thanh Thừa đem đến cho chúng ta một bộ truyện có hai tập, có tựa đề là Đòi Nợ Giúp Ma. Một bộ truyện mà Huy nghĩ rằng sẽ giúp cho quý thính giả thấy được cái tình người rất là đậm ở trong câu chuyện này. Và đây là tác phẩm đầu tiên của Lâm Thanh Thừa, cho nên là nếu có những cái gì thiếu sót thì quý thính giả hãy bình luận ở phía bên dưới để cho tác giả của chúng ta đọc và rút ra kinh nghiệm nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng nghe phần đầu tiên của Đòi Nợ Giúp Ma, tác giả Lâm Thanh Thừa. Hôm nay là ngày 12 tháng 2, là một ngày cực kỳ đặc biệt. Thiên đón sinh nhật của mình trong thời khắc được thả tự do sau 9 năm ngồi tù. Chiếc áo sơ mi sọc xanh đen cũ, quần jean, trâu ria lưa thưa, bước ngang qua đồng chí công an đang đợi sẵn ở cửa. Thiên thử hít một hơi, mùi của tự do đây rồi. Một bước chân nữa thôi, nó sẽ chính thức tạm biệt cái trại giam ngột ngạt này. Một cán bộ từ phía sau vỗ vai Thiên, cười nói: "Vậy là sau bao nhiêu cố gắng đó thì ngày này cũng đến hả?" Thiên quay lại mỉm cười. Người vừa nói là anh Dũng, quản giáo khu vực của nó đang chấp hành án phạt. Dạ, công nhận nhanh thiệt á. Mới ngày nào còn ngông nghênh bước vô đây, vậy mà thoáng một cái ở được 9 năm rồi. Anh còn nhớ lúc mới vô đó, mày là một thằng nhóc cứng đầu lắm, lại hay gây sự với bạn tù nữa, suốt ngày cứ đánh nhau, làm anh quản lý nhất hết cả cái đầu luôn. Tôi trẻ mà anh, lúc nào cũng muốn hơn người ta hết, không có chịu thua thiệt ai hết. Nhưng mà sau quãng thời gian ở đây, em mới từ từ thấu hiểu được, mình hơn thua người ta cũng đâu được cái gì, ngầu ở trong đây thôi. Nhưng khi trở lại ngoài xã hội kia, mình vẫn là một thằng vô côn, phải gánh chịu những ánh mắt kỳ thị ghét bỏ, có phải vậy mình? Mày nghĩ được như vậy anh mừng đó Thiên. Tại tao thấy mày khác biệt với tụi nó lắm, anh cũng đặt hy vọng sau này mày sẽ tốt hơn. Em khác biệt chỗ nào vậy anh? Tuy tính của chú còn trẻ con, chưa được trưởng thành, nhưng anh biết mày là một thằng trọng tình nghĩa, tuy phạm lỗi nhưng không cổ suý người khác theo con đường đó. Rồi anh Dũng với thằng Thiên từ từ ôm lại những chuyện đã xảy ra vài năm trước. Lúc đó Thiên mới vào khám được 2 năm. Hôm ấy đang là giờ vệ sinh, nó và một phạm nhân khác đang tắm rửa thì bị một đám lại gây chuyện. Bọn chúng hung hăng lao vào đánh đập người kia, miệng liên tục chửi bới. Thiên thấy cớ sự như vậy thì lao ra ngăn cản, giọng cho mỗi đứa vài 3 cú đấm. Con mẹ tụi mày, sao đánh nó vậy? Một tên bị Thiên đánh ôm cái má sưng vù, miệng gằn to: "Nè, đây là chuyện của tụi tao, khốn hồn tụi biến đi thằng chó." "Tao không biến thì sao, mày làm gì được tao?" "Ngon, nếu mày muốn lo chuyện bạo động á thì tao chiêu mày." Dứt lời, hắn ta ra hiệu đám đàn em, tên nào tên nấy xăm trổ đầy mình lao vào tấn công. Tuy chỉ có một mình nhưng Thiên vẫn chống chịu được vài phút với đám kia. Tay nó vung tới một cú đấm thật mạnh, một tên ngã xuống đất sóng xoài đi. Chân kia đá thêm một phát, lại một thằng ôm bụng đau đớn. Đang trên đà hăng sức thì bất chợt nó bị một tên đánh lén phía sau, nó ngã xuống đất. Đám kia thấy vậy cũng lao vào cùng một lúc, đứa đập đứa đá, máu bắt đầu đổ ra trên gương mặt của Thiên. Nó quằn quại chịu đựng những đòn đau đến thấu xương kia. Rồi tiếng còi báo động hú lên, ngay lập tức 2-3 quản giáo lao lại can ngăn bạo động. "Nè, làm cái gì đó, tất cả đứng yên trật tự lại, nhanh lên." Bọn kia bị các cán bộ giải vào trong phòng. Đồng chí Dũng đỡ Thiên lên hội thăm, thân thể của nó lúc này đã đầy vết thương.
Mày gây thù chú quán gì với tụi nó mà bị đánh như vậy? Quẹt máu trên miệng, Thiên đáp: Em có thù hằn gì đâu, tại tụi nó bố láo đánh người vô cớ em mới ra tay thôi. Anh Dũng mặt hơi đăm chiêu nhìn tù nhân bị đánh kia đang ngồi một góc run rẩy sợ hãi. Anh lại hỏi: Mày với nó thân thiết lắm sao? Sợ sợ thôi anh, tại tắm chung hoài nên cũng biết chút ít. Nó là thằng Bảo khù khờ phải không? Anh Dũng đưa Thiên và Bảo vào phòng y tế sát trùng băng bó. Thằng Bảo chỉ bị nhẹ, còn Thiên thì phải mai vài mũi do rách da và có nhiều vết thương hở. Anh vẫn còn nhớ rõ vậy sao? Tao sao quên được mày. Ở trong cái môi trường phức tạp này, đa số phạm nhân đều tự lập ra băng đảng để đi hạ hiếp người ta, chứng tỏ cái uy quyền của mình. Ít có trường hợp nào mà sẵn sàng ra tay cứu một thằng không thân thiết như mày đâu. Làm như vậy là chống đối tụi nó, tự chuốc họa vào thân đó. Mà em phải nói là thật sự tội nghiệp cho thằng Bảo. Đầu óc nó khù khờ vậy mà sao lại phải vô đây chứ? Cũng vì biến cố gia đình đưa đẩy cho nên nó phải vào đây thôi. Mời, nắng cũng lên cao rồi, nãy giờ lo nói chuyện mà anh quên mất, bữa nay là ngày tự do của mày đó. Nói rồi, đồng chí Dũng đưa tay vào trong túi quần, móc ra vài tờ 500 ngàn, dúi vào tay Thiên. Anh, cứ giữ lên đi, đây chắc đủ ăn uống trong một tháng đó. Ra ngoài kiếm một công việc tốt, thay đổi bản thân, trở thành người có ích cho xã hội. Em. Nghe anh Dũng nói, Thiên trưng trưng cảm động. Nó ôm lấy anh cảm kích mà nói: Dạ, em đi nghe anh. Em sẽ không bao giờ quên cái ơn và những lời khuyên của anh dành cho em. Em hứa sẽ thay đổi bản thân, rồi sẽ báo đáp lại ân tình mà em nợ của anh. Dũng vỗ vai Thiên, ánh mắt nhìn nó chứa đầy sự hy vọng. Thiên mỉm cười rồi từ từ quay đi, hình bóng dần khuất xa khỏi con đường dẫn vào trại giam. Thiên bước đi trên đường tấp nập người qua kẻ lại, nào là quán xá đông đúc. Nó chợt cảm thấy một cảm giác lạ lẫm lướt qua. Đang ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, bơ vơ không biết nên đi đâu, nên làm cái gì. Nó nhớ về gia đình của mình, nhưng gia đình nó giờ đây đã không còn nhìn nhận nó nữa. Thiên giống là một đứa trẻ bị bỏ rơi khi vừa mới lọt lòng, may mắn được một cặp vợ chồng tốt bụng nhặt về nuôi dưỡng. Đáng tiếc là vào cái ngày nó đi tù thì cha mẹ nuôi không chịu nổi cú sốc, đã tự nó và chuyển đi nơi khác sinh sống rồi. Thiên cười mỉa cuộc đời của mình, rồi lại lạc lõng bước đi như một hồn ma. Vài phút trước còn vui vẻ vì được tự do, ấy mà giờ đây nó đã cảm thấy nhớ cái lúc còn ở trong trại. Ít ra trong đó nó có bạn bè, không cô đơn như bây giờ. Nó nhớ anh Dũng, nhớ thằng Bảo khờ, nhớ những lúc trong giờ lao động tuy mệt lả nhưng lại rất xôm tụ. Có thể chửi nó điên, nhưng quả thật bây giờ Thiên rất muốn quay trở lại đó, nơi bản thân nó từ lâu đã mặc nhiên xem như căn nhà thứ hai của mình. Thiên mua một ổ bánh mì với một chai nước suối, rồi tìm một gốc cây trên vỉa hè ngồi uống, vừa ăn vừa nhìn cái gọi là cuộc sống. Xe cộ chạy qua không ngừng nghỉ, vội vàng như cái cách mà công nhân tranh thủ ăn trưa cho nhanh để có vài phút ngã lưng nghỉ ngơi. Ăn uống xong, Thiên phủi phủi vài cái rồi đứng lên, vội vã đi tìm công việc. Đúng vậy, thứ nó cần bây giờ là một công việc. Bởi khi ra tù, trong túi chẳng có một xu. Mai thai được anh Dũng cho một số tiền, chắc cũng đủ trang trải trong một khoảng thời gian ngắn. Nó đoán như thế thôi, vì đã ở trong tù gần một thập kỷ, vật giá bên ngoài hiện tại như thế nào nó vẫn còn lờ mờ lắm. Thiên đi khắp ngõ ngách, cố tìm chỗ đang tuyển người làm. Được một lúc thì cuối cùng nó cũng tìm được một nơi. Đó là một cửa hàng bán quần áo nam, bên ngoài có dán tờ giấy ghi mấy chữ tuyển người bán hàng. Thiên gõ cửa, một cô gái chừng 25 bước ra. Cô ta mặc một bộ váy màu hồng, mắt thì dán vào điện thoại, chăm chú không ngước lên. Chị ơi, có phải ở đây đang cần người không vậy? Nghe giọng Thiên hỏi, cô ta mới nhẹ ngẩng đầu lên, rồi đưa nửa con mắt nhìn nó từ trên xuống dưới, như thể đang đánh giá. Bộ dáng hiện tại của Thiên hơi lôi thôi khó coi một chút, tóc thì húi cua, trâu ria lúng phúng,
đã vậy còn mặc cái áo sơ mi caro xanh đen rách rưới lỗi thời từ năm nào rồi. Trông chẳng khác gì một tên nhà quê mới lên thành phố cả. Cô gái chép miệng ra vẻ chán nản. Trời đất ơi, trông anh bận vậy á mà muốn vô shop tôi làm hả? Nhìn lại cái chỗ này với cái bộ dáng của anh đi, khác một trời một vực luôn đó. Dù hơi buồn vì lời nói của cô gái, nhưng Thiên vẫn cố nở ra một nụ cười thiện cảm. Dạ, tôi biết. Nhưng mà chỉ cần cô nhận, tôi sẽ cố gắng làm. Lương ít một chút cũng không sao, chỉ cần cho tôi công việc này thôi. Cô gái nhếch mép, nhìn bộ đồ và gương mặt của Thiên, buông lời giễu cợt. Chỗ tôi tuyển bán hàng, trai gái đều được, nhưng mà ít nhiều thì phải có chút nhan sắc. Cái tướng tá của anh thì cũng ok đó, cao ráo, nhưng mà mặt mũi tối quá à. Bộ dạng nhìn như mấy thằng tù mới trai vậy. Dạ, tôi ở tù mới trai thiệt mà cô. Vừa nghe tới câu đó, gương mặt cô chủ shop đã không còn giữ được vẻ kênh kiệu như lúc vừa rồi nữa. Có thể thấy rõ bằng mắt thường được là cô ta đang trung lên. Chiếc điện thoại trong tay cũng đang lắc lư muốn rớt. Cô ta khó khăn lắm mới cất cái giọng hơi lắp bắp nói. Dạ, em xin lỗi. Nhưng mà chỗ em đủ người rồi, không có nhận nữa. Ủa, đủ rồi sao còn dán giấy tuyển người chi vậy cô? Cô ta vội xé tờ giấy đi, tai quơ quơ, miệng cười trừ. Dạ, em quên tháo á, sắp em không có tuyển nữa nghe anh. Dạ vậy thôi em đi. Anh đi đi. Thiên buồn bã quay người bỏ đi. Được vài bước thì đã nghe thấy tiếng trầm một cái. Quay người lại thì thấy cái shop của cô gái đã kéo cửa xuống kín mít. Nó nhoẻn miệng cười chua chát, rồi lại lặng lặng bỏ đi. Thiên vẫn thấy chán nản vì đi từ sáng tới giờ vẫn chưa tìm được việc làm. Trời thì nắng như đổ lửa, đôi chân của nó đã mỏi ra trời. Đi gần 5 cây số, xin vào biết bao nhiêu chỗ nhưng không ai nhận, vì chung một cái lý do là đã đủ người. Nhưng mà nó biết rõ lý do mình bị từ chối. Cay đắng hơn cho Thiên là đến khi có một cửa hàng đang định đồng ý nhận, nhưng lát sau vô tình biết nó vừa ra tù nên cũng lật kèo, nói khéo mà đổi đi. Rõ ràng là việc tìm được một người chấp nhận cái quá khứ của nó là điều rất khó khăn, nhất là nó mang trong mình một vết nhơ không thể xóa đi. Lạc trôi một lúc lâu, Thiên không biết mình đang đi đâu. Đến lúc tiềm thức nhận ra thì nó đã tới bến xe lúc nào không hay. Thiên lơ đễnh nhìn mấy chiếc xe buýt vừa chạy vào trong bến, dừng lại mở cửa thì đã có 10 chiếc xe ôm bu lại xung quanh. Hành khách từ trên xe bước xuống liền bị mấy ông chèo kéo mời gọi. Khung cảnh khá ồn ào và tấp nập người. Còn đang mãi thẫn thờ không để ý, Thiên bị một thanh niên từ phía sau chạy tới tông vô. Nó hơi loạn choạng một chút. Gã thanh niên kia đỡ nó lên, còn nhiệt tình phủi phủi vài cái trên áo của nó, miệng xin lỗi liên tục rồi vội vàng bỏ đi. Nó cũng không quan tâm lắm, cho rằng chỗ đông người như vậy thì va chạm nhau là điều bình thường thôi. Bỗng nhiên có một giọng nói to từ đâu hét lên, làm cho Thiên giật mình. Ê, thằng kia giật đồ kìa, bắt lại bà con. Giọng nói vừa tắt cũng là lúc dòng người ở bến xe bắt đầu nhốn nháo lên. Bọn họ kéo nhau tới vị trí gần một chiếc xe buýt màu xanh lá. Thiên tò mò nên cũng đi theo tới chỗ đó. Khó khăn lắm nó mới chen vào gần được. Thiên đưa mắt nhìn vô thì thấy hai ông xe ôm tuổi chừng 40 đang trấn áp một thanh niên trẻ. Gã kia liên tục vùng vẫy cố gắng chống đối nhưng không lại. Một ông đang dùng đầu gối đè lên cổ gã ta trông khá là có nghệ. Ông còn lại vặn ngược tay gã ra sau, rồi ngồi đè lên giữ lấy hắn ta cố định dưới đất. Mẹ mày, lại giật đồ nữa hả thằng ranh? Gã thanh niên vùng vẫy, miệng chửi thầy. Hai thằng chó già, thả tôi ra, không tôi đập chết mẹ bây giờ. Gã ta cứng đầu, miệng không ngừng buông ra lời xỉ vả, liền bị ông xe ôm đè cổ, nóng máu vả cho mấy phát, đỏ hết cả một bên mặt. Lây quay một lúc thì có người mang theo một sợi dây cột giỏng tới, trói hắn ta vào trong một góc, cho gọi điện chờ công an tới. Thiên tò mò dò hỏi, người kế bên mới kể lại rằng người thanh niên đang bị đè kia là một tên giật đồ. Lúc đang giở trò thì bị phát hiện, dân hô hoáng lên, người ta mới lao lại bắt giữ. Người kia còn nói thêm, hai ông xe ôm đó, một ông tên Hùng,
trước kia làm cán bộ gì đó của nhà nước, sau này xin nghỉ về chạy xe ôm ở đây. Ông còn lại tên là Mạnh, cũng là một tay khá gân guốc khi còn trẻ. Hai ông vừa hành nghề xe ôm, vừa làm hiệp sĩ để chuyên bắt mấy tên trộm cướp kiểu như thế này. Chỗ này đông người lại ồn ào nên rất thích hợp để bọn chúng ra tay. Kiểu trộm cướp thường thấy nhất ở đây là giật dây chuyền và móc túi. Đây không phải vụ đầu tiên mà hai ông bắt được thủ phạm. Nếu tính nhẩm lại, chắc cũng là cái vụ thứ N rồi, không ai đếm xuể được. Thiên nghe xong gật gù tỏ vẻ ngây thơ, nhưng rồi sắc mặt nó chợt thay đổi đi. Nó đưa tay sờ vào trong túi quần rồi la lên: Tiền tôi đâu rồi? Thiên hốt hoảng lục lội khắp người, rồi như hiểu ra, nó ngồi quỵ xuống đất, tay ôm đầu thẫn thờ. Thế vậy có vài người tội nghiệp lại hỏi thăm. Thiên buồn bã nói: Hồi nãy con đi lang thang vô tình tới đây, vừa vô tới cổng bến xe được một lúc thì bị một thằng tông trúng. Ban đầu không có để ý lắm, nhưng bây giờ kiểm tra lại thì thấy mất hết tiền trong túi luôn rồi. Vài người ồ lên như đã hiểu ra chuyện gì đó. Một người phụ nữ trung niên lại gần vỗ vai Thiên mà hỏi: Tội nghiệp không? Chắc là sinh viên tính dậy quê hả? Dạ không, con mới được ra tù, đang đi tìm việc thì vô tình tới chỗ này rồi bị... Lời nói của nó chưa kịp hoàn chỉnh, người phụ nữ đã hơi rụt rè, chần chừ giây phút rồi làm lơ bỏ đi. Mấy người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán rồi tản ra đi chỗ khác hết. Bỏ Thiên ngồi đó một mình coi cút, chẳng ai dám quan tâm nó nữa. Nè, tìm việc làm phải không? Nghe có ai đó hỏi, Thiên ngẩng đầu lên. Đó là một trong hai chú xe ôm vừa rồi mới bắt cướp. Dạ, dạ chú. Ừ một tiếng, rồi ông kéo nó lại chỗ ông đằng kia. Xe công an bây giờ cũng đã tới để giải tên cướp đi. Ông chú xe ôm bảo Thiên đứng chờ một chút. Ông ấy đi lại chỗ ông xe ôm kia, hai người thì thầm to nhỏ một hồi. Sau đó ông quay lại, tự giới thiệu mình tên là Hùng, rồi hỏi nó: Mới hoàn lương, cần việc làm phải không? Ừ dạ đúng rồi chú. Số tiền con mới được người ta cho cũng bị mất hết rồi, giờ con không biết phải làm sao nữa. Ừ thôi không sao, mày theo chú đi, chú chỉ việc cho làm. Chú Hùng khoác vai Thiên, vừa đi vừa hỏi thăm nó. Hai người nói chuyện một lúc thì ông chú kia từ xa đang bước tới, tay dẫn theo chiếc xe quay cũ. Quá ra nãy giờ chú ấy đi lấy xe. Ông chú hứa chỉ việc làm cho mình nói tên là Hùng. Vì vậy mà Thiên đoán ông chú đang dắt xe lại chỗ đây là chú Mạnh. Nó quay qua hỏi chú Hùng: Ủa giờ tống ba đi luôn hay sao chú? Bậy, vậy là vi phạm giao thông đó. Bậy đi với thằng Mạnh đi, xe chú để kia kìa. Thế là Thiên và chú Mạnh lên xe phóng đi, còn chú Hùng thì chạy theo ở phía sau. Phải nói là tay nghề của chú Mạnh cứng thật. Đường phố Sài Gòn bây giờ đông xe, vậy mà chú ấy chỉ cần lạng vài phát là qua hết thôi. Còn chú Hùng đằng sau thì bị bỏ lại, do chú chạy chậm và tuân thủ đúng luật. Đang chạy thì chú Mạnh hỏi Thiên có đói hay không. Nó bảo không, vì sáng ăn bánh mì rồi. Nhưng cái bụng của nó lại phản chủ, kêu lên trột trột. Chú Mạnh cười phá lên: Sức trài tráng, ăn ổ bánh mì sao no được mày. Tôi ghé vô đây làm gì không sường đã. Chú tấp vào trong một tiệm cơm bình dân bên vỉa hè, đứng chờ 2 phút thì chú Hùng cũng tới. Cả ba vào trong ăn uống, ba dĩa cơm sườn thơm được bưng lên. Bụng của Thiên càng còn cào mạnh hơn. Ba người vừa ăn vừa tâm sự. Chú Hùng hỏi Thiên: Bây giờ cho chú hỏi cái này nghe. Dạ chú cứ hỏi đi chú. Lúc trước sao bay đi tù vậy? Gương mặt của Thiên thoáng đượm buồn, nhưng nó cũng thật thà kể lại câu chuyện của nó. Cách đây 9 năm, lúc ấy Thiên chỉ mới là một thằng thanh niên chưa tròn 18 tuổi. Tính tình nó háo thắng và hùng hổ lắm, đua xe, trụ chè, gái gú nó dính đủ hết. Mặc dù gia cảnh không mấy khá giả, cha mẹ nuôi làm nghề bán bánh canh, ngày cùng lắm kiếm được 200-300. Ấy vậy mà mỗi lần đi chơi, nó đốt cả triệu bạc vào trong bàn nhậu.
Hết tiền thì xin ba mẹ, không có nó lại đi trộm cắp hàng xóm, láng giềng ai cũng biết nó hư đốn, nên không giao du với nhà nó. Tính cách của Tiên ngày càng tệ và lầm vào đám bạn quậy phá chung nhóm, rồi sự việc không mong muốn đã xảy ra. Bữa đó sinh nhật nhỏ bạn tên Lan, Tiên diện cho mình một cái áo sơ mi trắng, quần tây, giày đen. Nó ngắm nghía mình trong gương rồi lắc đầu, trề môi. Ê, mặc đi mặc lại có cái áo rủ rít này, chán thật chứ. Mẹ nuôi của Tiên đang ngồi ăn cơm, nghe nó nói vậy, bà an ủi. Chán mặc đi con, sơ mi con đội cái nào cũng mấy triệu bạc, sao mẹ mua nổi chứ. Có mấy triệu mà cũng tính toán, chán ông bà già quá. Nó trách xong rồi cứ thế bỏ đi, mặc kệ bà đằng sau với đôi mắt ướt nhẹm. Tuy chỉ là cha mẹ nuôi, nhưng bà và chồng rất yêu thương và kỳ vọng vào nó. Nhưng trời lại sinh cho Thiên cái bản tính tệ hại. Mới lớp 8 nó đã quyết định bỏ học, tụ tập bạn bè, thường xuyên cãi lại lời khuyên răn của cả hai, đập vỡ hết cả giấc mơ của ông bà bấy lâu. Và bây giờ đây chắc cũng là lý do mà hai người quyết định từ bỏ tình thương ấy, khi nó xa chân vào con đường tù tội. Tiên tới sinh nhật của nhỏ Lan cùng với thằng bạn lại trước. Đó là thằng Tài, thằng bạn thân chung sở thích như nó. Cả hai bước vào trong sảnh, vừa đi vừa lắc lư thích thú. Hình như phòng con Lan đặt á, là phòng số 5 trên lầu đó Thiên. Ừ vậy hả? Ừ, vậy thôi lên đó đi. Hai thằng vừa đi vừa tán khẩu về buổi tiệc đang diễn ra. Lên tới trên lầu, tụi nó tìm tới phòng số 5 rồi đẩy cửa bước vào trong. Đây là một căn phòng khá rộng, có ba cái sofa dạng lớn cho hơn chục người ngồi được. Ánh đèn xanh đỏ lập lòe cùng với tiếng nhạc nghe thật phiêu, cảm giác như ở trên tiên cảnh, khiến cho nhóm bạn 7-8 người tụi nó hú hét thác loạn điên dại đi. Chơi một lát hát được chục bài thì nhỏ Lan đã ngà ngà say, đứng không vững. Thấy vậy thằng Tài liền chạy tới quàng tay qua eo Lan, đỡ con nhỏ từ từ ngồi xuống sofa. Không biết do sơ ý hay cố tình mà tay của thằng Tài chạm vào ngực con Lan, nhưng con Lan không phản ứng gì cả. Thấy vậy thằng Tài bắt đầu làm tới, định thò tay vào trong lớp áo kia. Thằng Thiên phát hiện, mặt đỏ bừng lên cơn nóng. Trước giờ thằng Tài luôn biết rõ chuyện nó thích con Lan, ấy vậy mà bây giờ thằng bạn khốn nạn đó lại tính giở trò sợ soạn người thương của mình. Thiên bắt đầu quạo, nó quăng cái ly xuống đất một cái choảng trong sự ngỡ ngàng của cả đám. Nó chỉ thẳng mặt tên Tài, chửi bới thậm tệ rồi bỏ vào trong toilet, mặc kệ bọn bạn đang ngạc nhiên. Nó xả nước thật mạnh, rửa trái gương mặt liên tục, miệng chửi thề lẩm bẩm, vừa nóng vừa giận thằng bạn thân. Cánh cửa lớn của toilet mở ra, thằng Tài bước vào trong, đi tới chỗ nó, giọng lèm bèm nói: "Đang cho vui mà đập ly, thế độ mày vậy là sao Thiên? Mẹ ơi mày, còn chấm hỏi nữa hả? Biết tôi thích Lan mà mày lại sờ soạn nó là sao?" Tài ậm ừ liếc mắt cho qua rồi liến thoáng nói: "Là do tao bị ngã nên mới chạm vào người đó thôi mà. Lần đầu á thì tao có thể tin là mày ngã, nhưng rồi sao? Mày còn định luồn tao vô trong áo nữa, tưởng tao không thấy à?" "Do tao uống nhiều quá nên hơi say, lỡ đụng có mấy cái làm gì căng vậy? Làm như con Lan là ghệ mày không bằng, bớt cái tính đàn bà đi." Câu nói của thằng Tài khiến cho Thiên máu nóng sục sôi. Sự tức giận cộng với hơi men trong người đã khiến nó không làm chủ được bản thân. Nó co tay đấm thật mạnh vào mặt thằng Tài. Cú đấm trời giáng khiến cho Tài ngã đập đầu vào cái lavabo, máu phúng ra. Thằng Tài té ngửa xuống sàn toilet. Thiên vẫn chưa hả giận, nó leo lên bụng rồi đấm thêm nhiều cú nữa vào mặt và ngực thằng Tài. Sự việc chỉ dừng lại khi có người đi toilet phát hiện ra có đánh nhau mà hô hoáng lên. Lúc này thì thằng Tài đã tắt thở, trợn mắt bất động dưới sàn nhà. Thiên bị bắt giữ ngay sau đó. Cho giết người trong lúc đã say xỉn, không làm chủ được bản thân và chưa đủ 18 tuổi, nên Thiên phải nhận bản án 8 năm 8 tháng tù giam. Thiên được đưa vào khu cải tạo số 5 ở Củ Chi để thực hiện quá trình cải tạo. Chờ 4 tháng sau đủ 18 tuổi sẽ đưa lên trại giam Chí Hòa thực thi bản án dành cho mình. Dạ, chuyện vậy đó chú. Hai ông chú sau khi nghe được câu chuyện kể về lý do đi tù của Thiên thì ngồi trầm ngâm, vừa múc cơm ăn vừa suy nghĩ cái gì đó. Một lúc sau chú Mạnh lên tiếng: "Tuổi trẻ của tao cũng giống như chú em mày vậy đó.
háo thắng và không có biết cái gì là đúng sai hết. Cãi cha cãi mẹ, tụ tập bạn bè. Để rồi khi bước chân vào dòng lao lý thì nhận ra mình sai lầm thì quá muộn rồi. Đến lúc nhìn lại phía sau thì đâu còn ai quan tâm mình nữa. Bây giờ tao đang cố gắng sửa đổi mình từng chút một. Dù là hơi trễ nhưng mà cũng không quá muộn. Chỉ cần mình quyết tâm là được hết rồi. Chú Mạnh vừa dạy nó cũng như vừa tâm sự về hồi ức đời của chú. Tiên cảm nhận được trong đôi mắt của chú là một sự tiếc nuối, hối hận bủa vây. Giá như chú đừng phạm sai lầm thì có lẽ bây giờ chú đã có một gia đình êm ấm như mọi người bình thường rồi. Chú Hùng lúc này mới lên tiếng. Ừ, vậy bây giờ mày có muốn vứt bỏ hết quá khứ kia đi, làm lại cuộc đời hay không? Thiên hớn hở đáp. Dạ, đương nhiên là muốn chứ chú. Sống trong tù tội suốt mấy năm nay con hối hận lắm rồi. Con không muốn sống một cuộc sống bị người khác ghét bỏ nữa. Ừ, vậy thì tốt. Mà bay có chỗ ở chưa? Dạ, cũng chưa. Ừ, chưa có chỗ ở thì chú chỉ cho nè. Lát nữa thằng Mạnh chở nó tới ngã tư, chỗ đèn xanh đèn đỏ đó, rồi quẹo trái. Đi thêm 200 thước nữa thì thấy cây cầu Bình Phước. Gầm cầu ở dưới đó rất là rộng mà còn thoáng mát nữa. Tha hồ mà ở nghe con. Chú Mạnh đang nhai cơm, nghe chú Hùng nói đùa chọc ghẹo nó thì cười phá lên thích thú. Thiên và chú Hùng thấy vẻ mặt tiếu táo như ông địa của chú Mạnh thì cũng không nhịn nổi cơn cười. Cả ba cùng cười lên trộm tràng, mặc kệ những ánh mắt đang nhịn của mấy người ngồi ăn trong quán. Sau khi ăn xong, chú Mạnh chở Thiên về nhà của cả hai, dừng xe lại trước cái hẻm. Bên trong có rất nhiều phòng, diện tích nhỏ xây sát nhau. Hai ông chú dẫn Thiên vào bên trong. Nó tò mò đưa mắt nhìn xung quanh. Những căn nhà, à không, phải gọi là những căn phòng mới đúng, đa số đều cũ kỹ. Tường sơn hai tông màu xanh trắng, màu sơn đã bị tróc ra những mảng rất to. Phòng nào phòng nấy nhìn na ná nhau, phân biệt bằng cách xem cái bảng số trên mỗi cánh cửa. Ví dụ như 01, 02, 03. Hai ông chú dẫn Thiên tới cuối dãy, đứng trước một cái phòng treo bảng số 20. Chú Hùng mở chìa khóa rồi bước vào bên trong. Diện tích trong đây tầm 20 m², không có gác. Trong phòng cũng có khá ít vật dụng, chỉ có một cái nệm, một cây quạt nhỏ với một cái tủ lạnh mini, và thêm vài món bếp núc như nồi niêu xoong chảo, dao kéo dùng để nấu ăn. Ừ, thôi bay sắp xếp đồ của bay đi, rồi tắm rửa cái cho mát mẻ. Thiên dạ một tiếng rồi bỏ ba lô xuống, sau đó đi vào trong nhà tắm. Nó bắt đầu xối những làn nước mát lạnh vào người. Đi từ sáng tới giờ làm cho cả người của nó mệt rã đi, nhễ nhại mồ hôi. Được tắm lúc này đối với nó quả là một điều rất tuyệt vời. Đang tắm thì Thiên nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện ở bên ngoài. Hình như là chú Mạnh và chú Hùng đang nói chuyện với ai đó. Nó tắm xong lau mình rồi đi ra. Vừa mới mở cửa phòng tắm, mũi đã ngửi được một mùi hương gì đó rất thơm. Thiên tò mò định hỏi thì chợt khựng lại, tròn xoe mắt nhìn về phía cửa phòng. Một cô gái đang đứng đó, vừa nói chuyện vừa tươi cười với hai chú. Thiên hơi ngại ngùng, chắc do khoảng thời gian ở trong tù quá lâu, lại chỉ toàn tiếp xúc với được trựa, nên nó quên mất đi cái bản năng khi gặp người khác phái rồi. Thấy nó cứ bẽn lẽn, chú Hùng cười. Mày làm gì cứ thập thò trong toilet suốt vậy? Ra đây cô con. Ừ, dạ thôi chú, con ở trong đây được rồi. Nói mãi nhưng Thiên không chịu ra. Chú Hùng bảo chú Mạnh vào trong lôi đầu nó ra. Thiên vật vã từ chối, nhưng rồi cũng phải chịu thua chú Mạnh, bị ông kẹp cổ kéo ra ngoài. Đàn ông con trai gì vậy? Gặp gái lại trốn vậy mày? Con... Thiên lắp bắp, gương mặt mắc cỡ trông khá hài hước, làm cho cô gái đang đứng phía đối diện cũng lấy một tay che miệng cười khúc khích, lộ ra cái má lúm đồng tiền rất dễ thương. Thiên thì vẫn cúi gằm xuống, ngại ngùng không dám nhìn thẳng lên. Chú Mạnh vỗ vào vai nó rồi nói. Trời ơi, cái thằng gì đâu á, con gái người ta xinh như vậy mà không thèm nhìn mặt ra sao? Ngẩng đầu lên cho đáng mặt làm gì coi. Thiên tim đập lên liên hồi. Một cảm giác gì đó rất khó có thể diễn tả được trong lúc này đang dâng trào lên trong lồng ngực của nó. Nó cố điều khiển cặp mắt từ từ ngước lên. Thời gian như trôi rất chậm, và đến khi ánh nhìn của nó va chạm vào ánh mắt của cô gái, một luồng cảm xúc như điện giật xẹt ngang. Nó ngẩn ngơ nhìn cô như bị hút mất hồn rồi.
Ê, ê, cái thằng này, hồi nãy kêu nhìn không nhìn, bây giờ thấy con gái người ta đẹp á, cái nhìn không chớp mắt là sao vậy mày? Tiếng giật mình trở lại thực tại, Thu ánh mắt đắm đuối trong si mê trở dậy. Chú Hùng nhìn nó cười như hiểu ý. Giới thiệu như bay, đây là bé Ngọc, hàng xóm của mình đó. Phòng con nhỏ ở số 16, cách đây 4 căn đó con. Thiên ậm ờ vâng dạ, vì cũng chẳng biết nói cái gì khác. Cô gái bèn mở lời. Từ giờ mình là hàng xóm, rất vui được gặp anh. Bé Ngọc xòe tay ra trước, ngỏ ý muốn bắt tay. Thiên ngập ngừng rồi cũng đưa tay đáp lại. Đôi tay của nhỏ rất trắng và mềm mại, chứ không chai sần sậm màu như tay của nó. À, dạ thưa chú Hùng, chú Mạnh con đi. Em đi nhanh. Ừ, mày đi đi, còn lo chuyện tối nay nữa. Hình bóng bé Ngọc chắc chiếc xe đạp ra khỏi con hẻm nhỏ, tướng đi dịu dàng nhưng lại rất thu hút. Ánh mắt của Thiên dõi theo không chớp. Chú Hùng bắt thóp ngay. Sao, thích con nhỏ rồi phải không? Ừ, dạ, dạ đâu có đâu. Ừ, con nhỏ xinh đẹp lại vừa giỏi nữa. Nhưng đáng tiếc là không có được một gia đình hạnh phúc đầy đủ xứng đáng. Ôi, bao nhiêu biến cố lại ập lên đầu nó hết rồi, tội lắm. Chú Hùng thở dài đi vào trong phòng. Thiên không hỏi thêm gì nữa mà đi vô theo. Đến khoảng 5 giờ mấy chiều thì hai chú bắt đầu tắm rửa thay đồ. Thiên vừa ngủ một giấc thấy dậy thì liền hỏi. Ủa, hai chú đi làm giờ này hả? Ừ, chạy xe ôm mà con. Giờ này công nhân tăng ca, mình đứng trước cổng công ty để chờ đưa đón công nhân ở xa về đó. Chị cho con đi làm chứ được không? Bây chưa có xe làm sao đi làm. Thôi đây đi, từ từ rồi tụi chú tính cho. Tối tối có buồn á thì rủ con Ngọc qua chơi nha. Chú Mạnh lại chọc kẹo. Thiên cười ngại rồi tiễn hai chú đi làm. Giờ đây trong căn phòng chỉ còn mỗi nó và bốn vách tường, không có điện thoại nên cũng chẳng có cách gì giải trí được. Nó thở dài suy nghĩ bâng quơ. Đang nằm chán chường thì nghe có tiếng gõ cửa. Thiên ngồi vội dậy bước ra. Khi cánh cửa phòng vừa mở, nó hơi bất ngờ với cái người đang đứng bên ngoài. Ủa, Ngọc. Sao anh ngạc nhiên vậy? Sao Ngọc lại gõ cửa? Chứ tôi không được gõ cửa hả? À, không phải. Trời ơi, sao mời tôi vô? Muốn tôi đứng đây hoài luôn hả? Không, nè, Ngọc vô đi. Thiên mời Ngọc vào trong. Nhà không có ghế nên đành ngồi ở dưới đất. Các nước quá à. Tôi quên. Ngọc đưa tay che miệng cười mỉm giống như lúc sáng, còn nó thì bối rối đi rót nước. Biết sao tôi qua đây không? Không, sao vậy Ngọc? Chú Mạnh sợ hai người đi làm bỏ anh nhà mình buồn á, nhà tôi qua nói chuyện chơi cho vui á. Như vậy hả? Quá trà cái câu lúc nãy chú Mạnh nói với nó không phải đùa mà là thật. Thiên cười trong lòng, ngại ngùng nhìn Ngọc. Ngọc bao nhiêu tuổi rồi? Đố đó, đoán đi. Đoán trúng có thưởng. Thưởng gì vậy? Một nồi chè tôi mới vừa nấu hồi nãy. Ôi trời, ngon gì? Để coi. 20 phải không? Xì, đâu mà già chứ vậy? Mới 19 thôi nha. Vậy hả? Chứ anh Thiên bao nhiêu? Tôi 27. 27 tuổi rồi mà gặp gái còn bẽn lẽn như trai mới lớn vậy cả. Thế rồi cả hai trò chuyện vui vẻ. Thiên liên tục bị Ngọc cà khịa về cái tính nhát gái của mình, còn cậu thì cứ nhận lấy những cái đòn đó không biết phản kháng ra sao. Khoảng cách giữa hai người dường như được thu ngắn lại. Thiên đỡ mắc cỡ hơn, nói chuyện với Ngọc cũng mượt mà trơn tru hơn, không còn lắp bắp nữa. Thời gian dần trôi đi, chớp mắt một cái đã gần 9 giờ tối. Ngọc chào Thiên rồi đi về phòng. Thiên luyến tiếc sau thời gian lúc này lại trôi qua vội vàng như vậy. Nó vẫn chưa tâm sự được gì nhiều với Ngọc. Nó ước gì lại được nói chuyện tiếp, trong lòng vẫn còn lâng lâng, không quên được cái giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút của người con gái đó. Đã hơn 12 giờ khuya mà hai chú vẫn chưa dậy. Thiên trằn trọc nhìn lên trần nhà, rồi quay qua quay lại chẳng sao ngủ được. Nó lại nhớ về những giây phút được gặp Ngọc lúc chiều, được nói chuyện cùng nhỏ, thấu hiểu hơn về nhỏ. Thiên bắt đầu mơ mộng được nắm tay em, dắt em đi trong vườn hoa hướng dương. Rồi cả hai trao nhẫn trên lễ đường, môi nó mỉm cười, tưởng tượng đến cái cảnh chuẩn bị hôn nhau, rồi sinh con đẻ cái, ba trai ba gái.
Tiếng gì kìa? Đang miên man tưởng tượng thì tự dưng có một tiếng động nhỏ phát ra phía bên ngoài cửa. Tiếng lồm cồm ngồi dậy đưa mắt ra nhìn. Nó tiến lại gần cửa, hỏi vọng ra. Ai ngoài cửa đó? Không có tiếng đáp lại. Nó lắc đầu nghĩ chắc chó hay mèo chạy qua tạo ra tiếng động vậy thôi, nên thôi không để ý nữa. Định về chỗ ngủ thì nó lại nghe một tiếng gọi khe khẽ. Anh. Thiên bất giác quay lại. Rõ ràng nó vừa nghe tiếng ai đó gọi mình. Nó lấy chìa khóa mở cửa căn phòng ra. Không gian bên ngoài tối mịt, cộng thêm làn gió đêm thổi qua làm cho nó ớn lạnh, run người. Thiên xoa xoa tay để làm ấm cơ thể, miệng lẩm bẩm. Trời ơi, sao đây ban đêm lạnh dữ vậy cả? Nó đưa mắt nhìn qua lại, thấy phòng nào cũng đều đóng cửa kín mít. Nhìn lên cái bóng đèn nhà trọ thì chắc cũng muốn hư luôn rồi, cứ chớp tắt như cái bóng đèn trong vũ trường vậy. Thiên tìm không thấy ai thì định quay vào trong khóa cửa lại, nhưng chưa kịp thì lại nghe cái giọng nói thỏ thẻ ở bên tai đó. Anh. Lần này thì không sai được. Thiên xoay một cái vèo, sợ chủ nhân của cái giọng kia trốn mất đi. Nó nheo mắt lại, tập trung cố gắng nhìn vào cái không gian tối đen trước mặt. Nhưng cũng giống như lúc nãy, chẳng thấy được một ai. Nó bắt đầu bực mình, chửi thầm. Chắc mấy người hàng xóm thấy mình mới tới, cho nên giở trò hù dọa đi nè. Thằng này không có sợ đâu nha. Thiên không kiên nhẫn nữa, nó bỏ vô trong nhà. Nhưng chỉ mới đặt được nửa bàn chân vào trong phòng thì sống lưng cảm giác được có một làn gió quét qua. Theo bản năng, nó quay mặt nhìn sang thì thấy trong bóng tối lờ mờ bóng lưng một cô gái tóc dài đang đi ra phía đầu con hẻm. Mà cái bóng lưng ấy sao quen quá, hình như nó đã gặp ở đâu rồi thì phải. Thiên phân vân rồi quyết định theo bóng dáng đó. Nhưng ra tới đầu hẻm thì không còn thấy cô ấy nữa. Cái bóng đèn vẫn cứ chớp tắt. Thiên đứng đó tần ngần đưa mắt ra sức tìm kiếm. Chợt phía bên đường đối diện, một âm điệu đều đều cất lên. Tôi ở đây nè. Thiên nhìn qua hướng đó, nhưng vì trời tối quá nên nó không nhìn rõ được gương mặt của cô gái. Chỉ thấy lờ mờ cô ấy đang mặc một cái áo sơ mi trắng trên người, tóc xõa kín mặt. Nó ngại ngần không dám bước qua. Cô gái hình như cũng hiểu được suy nghĩ của nó, liền đưa tay lên phẩy ngang mặt nó một cái. Thì một hình ảnh quen thuộc dần hiện ra. Lúc này Thiên nhận ra cô gái kia không ai xa lạ, mà chính là Ngọc. Ủa Ngọc, là em hả? Ngọc không đáp, vẻ mặt lạnh như sương. Sao em đứng đó vậy? Hồi nãy em gọi anh phải không? Cô gái khẽ gật đầu, gương mặt vẫn giữ nguyên sắc thái, chỉ đáp ậm ừ. Thiên quyết định sang bên đó, tiến lại gần hơn để hỏi cho rõ. Khi chỉ còn cách nhau chừng 5 mét thì người kia lui ra sau tránh né. Thấy Ngọc biểu hiện hơi lạ, Thiên đứng lại hỏi dò. Ủa sao giờ này em còn chưa ngủ? Kêu anh ra đây có gì không? Cô gái ngẩng nhẹ đầu lên, môi mấp máy những câu chữ đứt đoạn. Giúp. Hả? Giúp cái gì? Em muốn anh giúp cái gì? Em bị sao vậy? Ngọc không trả lời Thiên, mà đôi mắt nhìn về một hướng xa xăm. Gương mặt cô ấy ngày càng buồn bã, ánh mắt như muốn cầu xin sự giúp đỡ. Nợ. Câu nói của cô vừa dứt, ngay lập tức một cơn gió mạnh kéo đến xộc thẳng vào người Thiên, khiến cho nó trung lên bần bật. Mặt mũi Thiên tối sầm đi, nó ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Thiên ho lên sặc sụa. Chú Hùng vội đỡ nó ngồi dậy. Nó mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên cái nệm ở trong phòng. Xung quanh còn có chú Hùng, chú Mạnh. Thiên không hiểu chuyện gì cả. Nó hỏi. Ủa sao con lại nằm đây vậy chú? Bộ bay không nhớ gì hết à? Dạ không. Tối qua tụi tao đi làm vậy,
tới đầu hẻm thấy mày đang nằm một đống bên đường đó, tụi tao mới khiêng mày vô nè. Nghe hai chú nói, Thiên ngớ cả người ra. Nó cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra lúc tối. Hình như là nửa đêm đang nằm thì nghe thấy tiếng ai gọi, rồi nó đi ra, thấy bóng dáng của một cô gái nhìn rất quen thuộc đi ra phía đầu hẻm. Tò mò nên nó cũng đi theo cô. Ra tới bên đường thì nhận ra là Ngọc. Tới gần nói chuyện một chút thì có một cơn gió mạnh ập vào người, xong rồi không nhớ gì nữa cả. Ủa, vậy là hồi tối á, nửa đêm con Ngọc nó qua kiếm mày sao? Dạ, rõ ràng là Ngọc mà. Ê cái anh kia, nói gì vậy? Nửa đêm tôi qua kiếm anh hồi nào? Giọng nói của Ngọc từ bên ngoài vọng vô. Cô vừa mới qua tới, trên tay còn bưng tô cháo nóng hổi, có vẻ hơi quạo. Ngọc cau có đặt tô cháo xuống cạnh Thiên cái bụp, rồi nói: tôi không ngờ anh là con người vậy luôn. Hả? Ủa sao tự nhiên em chửi anh? Sao nói tôi nửa đêm qua kiếm anh chị? Thì rõ ràng hồi khuya Ngọc sang kêu anh, còn nhờ anh giúp cái gì đó nữa, mà anh hỏi thì Ngọc đi mất tiêu à? Rồi cái tự nhiên anh ngất xỉu đi luôn. Anh nhìn thấy là em rõ ràng mà. Ngọc không nói thêm câu nào, chỉ tặng cho Thiên một cái tát trời giáng rồi bỏ chạy. Nó ngồi ngẩn tò te ôm mặt. Chú Mạnh cười phá lên. Hồi tối nó qua kiếm mày, rồi hai đứa bay có làm gì với nhau không? Thiên xua tay ngay. Dạ không, không có. Tụi con không có làm gì đâu. Con xỉu mà chú. Trời ghê vậy mày, không làm gì mà xíu hả con? Tao đẻ trước mày đó. Hai ông chú cười phá lên thích thú. Nó biết bây giờ có nói cái gì thì cũng không lại, đành im lặng chịu trận, mặc cho hai ông muốn chọc cái gì thì chọc. Cười một trận đã đợi, một lúc sau chú Hùng mới nói: mà theo như mày nói đó, thì hồi tối con Ngọc nó qua kiếm mày, nhưng mà đâu thế nào chứ. Ở xóm ai cũng biết nó ngoan hiền hiếu thảo, trước giờ không bao giờ đi chơi bữa tối. Nhà hàng xóm thì nó qua chơi một hai tiếng rồi về thôi. Mẹ nó đang bệnh, làm sao mà nó bỏ bả đi để hẹn với mày hú hí được. Coi có nhầm lẫn gì không con? Chú Mạnh thì vẫn còn ghẹo. Chắc là nó si mê con nhỏ quá, nên hồi tối qua phòng con bé để giải bài nhớ nhung. Đáng tiếc là kính cổng cao tường quá, không có thực hiện ý đồ được. Buồn quá cái nó đi ra ngoài đường suy tư, rồi hổng mài trúng gió xỉu đó. Thiên méo mặt, cố gắng giải thích một lần nữa. Dạ con nói thiệt mà, rõ ràng Ngọc kêu con ra ngoài hẻm, xong đi qua bên đường. Con thấy lạ nên hỏi cổ. Cổ chỉ nói cái gì mà giúp, rồi nợ gì đó, con cũng không hiểu được nữa. Nói được có mấy câu vậy đó, cái tự nhiên con hết biết gì luôn. Sáng dậy thì dậy rồi. Hai ông chú nghe nó nói thì nửa tin nửa ngờ, vuốt cằm suy nghĩ cái gì đó. Chú Hùng kêu chú Mạnh bảo bé Ngọc sang đây hỏi chuyện. Lát sau con bé sang tới, chú Hùng hỏi ngay: thằng Thiên nó nói hồi khuya con quà kiếm nó phải không? Mặt của Ngọc có vẻ quạo, nhưng vẫn lễ phép đáp lại chú Hùng: dạ đâu có đâu chú, hôm qua con có qua chơi, nhưng mà tới 9 giờ là con về rồi. Làm gì có chuyện nửa đêm đi kiếm ai kia chứ. Ngọc vừa nói vừa liếc mắt nhìn Thiên. Nó gãi gãi đầu. Chú Hùng lại hỏi: vậy không phải con thì là ai chứ? Cái câu thì là ai của chú Hùng vừa kết thúc, hai mắt ông bất giác chợt mình nhìn sang Ngọc. Con nhỏ cũng hơi bất ngờ, mập mờ hiểu ra cái gì đó. Ngọc đảo mắt qua lại suy ngẫm. Một vài giây sau thì nhìn lại hai chú, gật gật đầu. Nó ườm rất nhỏ. Thế nhìn ba người càng không hiểu gì hết. Nó sốt ruột hỏi: là sao vậy hai chú? Sao con không hiểu gì hết trơn vậy? Cả ba tỏ ra ngần ngại một điều gì đó, ậm ờ vài câu như muốn lảng tránh câu hỏi của Thiên. Tối qua là tôi kiếm anh á. Vậy sao lúc nãy em chối vậy? Thì tôi con gái mà, nửa đêm đi kiếm anh là con trai, sao mà nhận liền được. Thiên vỗ tay mừng trơn, hú hét lên: đó thấy chưa, con không có bị ra mà. Hai má con bé đỏ ửng lên thẹn thùng. Nó xin phép hai chú rồi ra về. Ở đây Thiên cười lên thích thú, vì chứng minh được mình không vu oan cho Ngọc. Nhưng trái với sự vui vẻ của nó, gương mặt hai ông chú lại có vẻ đăm chiêu. Ăn cơm trưa xong,
thì ngồi ủ rũ trong một góc phòng, tỏ vẻ buồn bã. Chú Hùng nhìn thấy vậy thì vỗ vai nó hỏi: "Nè, sao đó con? Hình như Ngọc giận con rồi." "Thì hồi nãy cũng do bày làm lố quá đó. Thôi qua bệnh bệnh xin lỗi nó đi." "Dạ. À thôi, chú đưa mày ít tiền nè, ra chợ mua ít đồ ăn về. Sẵn rủ con bé đi chung đi, bao nó ly chè làm quà luôn đi." Đó. Thiên vui vẻ gật đầu cảm ơn chú Hùng, cho cầm tiền chạy ngay ra khỏi phòng, đi tới căn số 16 của bé Ngọc. Nó dừng lại gõ cửa hỏi: "Ngọc ơi, anh Thiên nè, anh đi chợ mua ít đồ, em đi không?" Bên trong phòng có tiếng nói quen thuộc vọng ra: "Anh đợi chút, tôi giặt đồ xong rồi đi." Nghe được giọng nói của Ngọc, Thiên trong lòng vui mừng, sung sướng nhảy cẩn lên. Một lát sau Ngọc bước ra nói: "À, đi thôi, sẵn tôi mua thuốc với cháu cho mẹ luôn." Cả hai cùng đi ra chợ cách đó nửa cây số. Trên đường đi, Thiên liên tục xin lỗi vì chuyện hồi hôm. Ngọc cũng vui vẻ chấp nhận thành ý của nó, không để tâm nữa. Thiên thắc mắc muốn hỏi Ngọc thêm về chuyện khi tối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì cuối cùng không dám, quyết định không hỏi nữa cho lành. Nhưng đột nhiên Ngọc hỏi ngược lại nó: "Hồi tối anh thấy em thiệt à?" "Ừ, bộ người đó không phải em sao?" Ngọc không đáp, vẻ mặt cúi xuống, hơi đượm buồn. "À, nó là chị của em á." "Hả? Chị của em à? Sao anh chưa từng gặp vậy?" Đôi mắt của Ngọc dường như hơi ướt đi. Cô lau vội giọt nước mắt trên mi, nói một câu chất chứa đầy sự bi thương: "Chị ấy mất rồi." Câu trả lời của Ngọc khiến cho Thiên khựng lại, không hiểu gì cả, nên nó hỏi tiếp: "Em nó mất rồi, là sao?" "Chị ấy bị người khác cướp rồi giết chết trên đường 3 năm về trước. Nhờ cô chú hàng xóm giúp đỡ nên mai táng cho chị được yên nghỉ trọn vẹn. Cũng có mướn thầy về siêu độ đầy đủ nữa. Nhưng mà không hiểu sao tới giờ chị vẫn không chịu siêu thoát, cứ vương vấn mãi ở đây. Em cũng biết tại sao nữa." Thiên hoang mang vô cùng. Vậy là tối qua người nó gặp là ma hay sao? Nó chưa hết thắc mắc thì Ngọc kể thêm: "Chế lâu lâu vẫn hiện ra trong xóm, ai yếu vía thì mới gặp. Hiện ra chớp nhoáng rồi biến mất à. Mọi người trong xóm thương mẹ con em, thương chị em lúc còn sống hiền lành hiếu thảo, nên không có mời thầy pháp về bắt. Bàn nhau tới trầm thì cúng cho chị ấy về hưởng, mong là linh hồn của chị được yên ổn, sớm ngày trời đi." Thiên cũng đã dần dần hiểu ra được câu chuyện. Ban đầu nghe chị của Ngọc đã mất, nó cũng hơi lo sợ. Nhưng khi nghe Ngọc tiếc thương về cái chết đau đớn của chị, nó lại cảm thấy xót xa, thương cho hoàn cảnh của hai cô gái. Mẹ bị bệnh cần một số tiền lớn để chữa trị, nên chị của Ngọc phải làm việc về đêm, để rồi khi đi về bị bọn cướp chặn đường giết chết. Khóe mi của Thiên trưng trưng giọt lệ, nó ôm Ngọc vào lòng. Nhỏ đã khóc từ lúc nào không hay. Thiên an ủi nó một chút rồi cả hai cùng đi ra chợ. Trở về nhà, Thiên hỏi kỹ lại hai chú Hùng và chú Mạnh. Hai ông cũng không giấu giếm nữa, kể lại đầu đuôi sự việc một cách rõ ràng. Cách đây 3 năm, gia đình bé Ngọc từ dưới An Giang lên thành phố sinh sống. Cả nhà thuê một căn phòng trọ trong xóm của chú Mạnh đây. Lúc này chú Hùng vẫn chưa tới ở và cũng chưa quen biết với chú Mạnh. Ba mẹ con Ngọc xin vào làm trong một xí nghiệp sản xuất chất tẩy rửa. Ban đầu thì cũng bình thường, nhưng sau đó người mẹ gặp phải một biến cố và không may trượt chân ngã vào cái hồ hóa chất của xưởng. Cũng may mắn là được phát hiện sớm nên cứu sống được, nhưng từ đó phải nghỉ làm và mang trong bình nhiều căn bệnh nặng do ảnh hưởng từ hóa chất. Cơ thể của bà ngày một yếu đi. Công ty có hỗ trợ chi phí chạy chữa 2 tháng đầu, hết 2 tháng thì tự lo. Xót xa cho mẹ nên Ngân, chị của Ngọc, kêu em mình ở nhà chăm sóc cho bà, còn bản thân thì xin đi làm ở một quán karaoke đêm. Tuy môi trường không tốt nhưng được cái kiếm nhiều tiền. Ngân mặc kệ lời khuyên của hàng xóm, việc duy nhất mà cô nghĩ trong đầu lúc này là phải làm cho thật nhiều tiền chạy chữa cho mẹ, ngoài ra không quan tâm điều gì khác cả. Trời tối hôm đó, thay vì 6 giờ sáng mới tan ca làm, Ngân không được khỏe nên xin quản lý cho dậy sớm. Lúc đó là 2 giờ rưỡi sáng.
cô chạy về trên chiếc xe máy cũ kỹ. Thay vì dẫn đi con đường lộ quen thuộc, nhưng vì trong người đã quá mệt mỏi, Ngân quyết định đi đường tắt để về sớm hơn. Và đó là một quyết định sai lầm, dẫn tới cái chết đau lòng của cô. Rẽ vào trong con đường tối om, Ngân liền bị hai thanh niên chạy đuổi theo phía sau. Cô phát hiện ra và rất hoảng sợ, nhưng bây giờ quay lại cũng không được nữa. Ngân chỉ còn biết cách cố chạy cho thật nhanh. Từ phía sau, hai gã thanh niên kia phóng ga đến, đạp xe của Ngân ngã xuống đường. Hai tên cướp phóng xuống, trấn lột hết tiền, điện thoại trên người của Ngân. Chúng lấy luôn cả chiếc xe của cô. Ngân van xin nài nỉ thì bọn chúng đánh đập dã man không thương tiếc. Đến khi Ngân nằm gục dưới đất bất động đi, chúng mới thôi. Đường khuya thanh vắng không một bóng người, chẳng ai biết mà cứu lấy cô cả. Đó là kết luận của công an khi khám nghiệm hiện trường đó. Con bé nó đang yếu trong người, lại bị bọn nó đánh đập nữa, nên không có chịu nổi. Sáng người dân phát hiện ra thì nó cứng đờ rồi. Rồi sau đó sao nữa chú? Ngày mà con bé mất, hàng xóm mới quyên góp nhau mỗi người một ít, cũng làm cho con nhỏ được cái hậu sự đầy đủ. Người ta cũng kiên đồng lắm, ai cũng tiếc thương cho nó hiền lành hiếu thảo mà lại yếu mạnh. Còn về phần bà hai mẹ của chị em con Ngân, từ ngày con chết, bà khóc lên khóc xuống, chẳng chịu ăn uống, khiến cho người càng tiều tụy, bệnh trở nên nặng hơn. Rồi để có tiền lo cho bà hai, con bé Ngọc phải nhận công việc làm thêm ở nhà. Làm từ sáng tới tối khuya mới xong. Nhiều lúc tao cũng muốn chia sẻ với nó, mà nhìn lại tao chỉ là thằng xe ôm thôi, sao mà giúp gì được chứ. Càng nghe nhiều chuyện về gia đình của Ngọc, Thiên lại càng cảm thấy mũi lòng. Thấy Thiên ủ trụ, chú Mạnh nói: bữa đó mày gặp là linh hồn con Ngân đó, chứ không phải con Ngọc đâu. Dạ, hồi nãy con cũng nghe Ngọc kể sơ sơ về việc Ngân hiện về trong sớm rồi, mà chưa rõ thật hơn sao. Thấy Thiên còn bán tính bán nghi, chú Mạnh uống miếng nước lấy hơi, rồi bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra vào những ngày sau đám tang của Ngân cho nó nghe. Sau khi linh cữu của Ngân được mọi người giúp đỡ mang về quê chôn cất, bà hai và bé Ngọc ở dưới đó lo hết 49 ngày cho con thì cũng lên lại thành phố làm việc. Gia đình bây giờ chỉ còn lại hai người nên trở nên rất trống vắng. Bé Ngọc thương mẹ lắm, bà đang bệnh, lại ngày ngày nhớ chị hai đã mất nên sức khỏe ngày càng tệ đi. Giờ chỉ còn nằm được một chỗ như người thực vật, không tự lo được cho bản thân nữa. Và câu chuyện về vong hồn của chị Ngân hiện về trong xóm bắt đầu diễn ra khi hai mẹ con bà hai trở lại thành phố được 3 ngày. Người đầu tiên nhìn thấy Ngân không ai khác chính là chú Mạnh. Chú Mạnh chạy xe ôm làm kế sinh nhai cũng đã lâu năm, ngày 2 ca sáng và tối. Sáng thì bắt đầu từ 5 giờ tới 9 giờ, còn ca còn lại là 6 giờ chiều tới khoảng hơn nửa đêm. Đa số là đến đón khách ở những chuyến xe khách, xe giường nằm. Sau khi chạy xong chuyến cuối cùng cũng đã hơn 1 giờ sáng, chú thong dong chạy xe về lại phòng của mình. Khi chỉ còn cách con hẻm xóm trọ chừng hơn 5 thước, chú nhìn thấy một bóng dáng trăng trắng đứng im re bên kia đường. Ban đầu chú cũng hơi thắc mắc, sau tối về rồi mà có người ra đứng ở đây làm cái gì? Nhưng mà chú cũng thấy kệ, chuyện của người ta mà. Chú lờ đi cái bóng dáng kia, định trẻ vào trong xóm trọ thì giọng nói bên kia đường kêu réo lên: chú Mạnh ơi. Nghe người kia kêu tên mình, chú dừng xe lại, quay lưng ngó ra phía sau. Bóng hình kia vẫn đứng im như ban đầu. Chú nhíu mắt cố nhìn coi đó là người nào, cho hỏi: cho hỏi ai mới kêu tôi vậy? Con nè chú. Mà con nào mới được? Bóng người đó chợt phát ra âm thanh cười rất nhỏ, nhưng đủ để cho chú Mạnh nghe thấy. Sao chú không lại gần con coi cho rõ nè? Chú Mạnh ngờ ngợ một điều gì đó. Sao cái giọng này nghe quen quá, dường như đã tiếp xúc ở đâu rồi thì phải. Đang đăm chiêu một vài giây, chú quyết định tiến tới vài bước. Lại gần thì có thể nhìn rõ hơn được một chút. Chú Mạnh nhận ra người vừa kêu mình là một cô gái mặc sơ mi trắng.
mang quần jean đóng thùng, trông cũng khá là xinh xắn. Chú đoán vậy thôi, chứ người đó xõa tóc che gần hết gương mặt rồi. Chú Mạnh à lên một tiếng, vỗ tay cái đét rồi nói: con Ngọc phải không bay? Trời ơi, nãy giờ làm tao tưởng ma không à. Nửa đêm nửa hôm mà làm gì thả tóc bù xù, làm tao không có nhìn rõ mặt được. Mà đứng đây chi vậy con? Không vô ngủ đi. Người kia vẫn đứng đó nhìn chú chăm chăm. Con chờ chú. Chờ tao chi? Sao không vô ngủ đi chứ? Con không ngủ được. Bày lại nhớ chị hai của bày nữa phải không? Dạ, con nhớ bé Ngọc với mẹ, nhớ mấy cô chú hàng xóm nữa. Bày nói nhớ bé Ngọc với mẹ là sao? Ủa, bày không phải con Ngọc hả? Chú nhìn cho kỹ mặt, coi con là ai nè. Bé Ngọc trước mặt chú đột nhiên cười lên một cách rất kinh dị. Gió từ đâu thổi tới ù ù. Chú Mạnh cảm thấy không khí đột nhiên lạnh lên gấp mấy lần. Ở bên kia, con bé từ từ đưa đôi tay vén mái tóc che mặt sang hai bên, để lộ ra cặp mắt to tròn nhưng lại thấm đỏ, hiện lên cả gân máu. Gương mặt nó trắng bệch như bột mì, rất là đáng sợ. Âm thanh của những tán cây xung quanh kêu lên sàn sạt, như tiếp thêm động lực cho nỗi sợ của chú Mạnh. Cô gái mà chú tưởng rằng con bé Ngọc kia nở nụ cười hiền lành, nhưng lại kèm theo một giọng nói ma mị lắm. Con Ngân này chú. Chú Mạnh điếng hồn té ngựa ra sau. Lần đầu tiên trong đời chú biết sợ ma là cái gì. Môi chú trung lẩy bẩy, lắp bắp như muốn trớt ra. Chú giúp con với. Chú Mạnh bây giờ đã chẳng còn biết gì xung quanh nữa. Mắt chú trợn lên to tướng, tim đập loạn xạ, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Chú cố niệm Phật trong lòng rồi ngất xỉu đi, không biết trời trăng gì nữa. Sáng trai những người trong xóm thấy chú Mạnh ngất xỉu nên đưa vào trong. Khi tỉnh lại, người ta hỏi chuyện, chú kể lại hết chuyện tối qua, nhưng hầu như không có ai tin chú cả. Trong suy nghĩ của mọi người, lúc sống bé Ngân nó hiền lành lại ngoan ngoãn, thì khi chết đi cũng sẽ như vậy. Làm gì có chuyện hiện hồn tra nhát người ta như lời ông kể chứ. Càng giải thích thì người ta càng nghĩ có thể do chú nhậu say xỉn vậy rồi nói năng tầm bậy, bôi nhọ con nhỏ thôi. Hàng xóm không có ai tin chú, ai gặp cũng liếc xéo liếc ngang. Chú Mạnh mang tiếng xấu hết cả tuần lễ thì mới được giải quan. Việc xảy ra vào một đêm khuya, khoảng chừng 2 giờ sáng, nhà bà Tám bán cháo lòng đang ngủ ngon thì nghe tiếng gõ cửa. Bà mơ hồ tỉnh dậy, thấy chồng con đang ngủ say, bà lầm bầm: khuya rồi ai còn gõ cửa vậy cả. Bà ngồi dậy bước ra mở cửa. Bà định mở đèn lên nhưng sợ chồng con thức giấc nên thôi, cố lần mò trong bóng tối mà đi. Thấy bên ngoài là đứa con gái chừng 18, bà mới cất tiếng hỏi: ủa, nhỏ nào đây bay? Dạ, là con bà hai ở phòng 16 nè. Bà nhìn hình dáng suy đoán chắc đây là con gái nhỏ của bà hai, chứ đứa lớn đã mất vài tháng trước rồi. Có gì không con? Con bé đưa tay xuống túi, móc ra hai tờ tiền đưa cho bà Tám, rồi lý nhí nói: mẹ con bệnh, thèm ăn cháo, bác bán cho con một tô nha. Bà Tám nhìn vào hai tờ tiền nhỏ con gái đưa, miệng nở một nụ cười, lòng nghĩ thầm: bà hai có phước thiệt á, đẻ hai đứa con gái đứa nào cũng hiếu thảo ngoan hiền, ai lấy về được làm dâu chắc phải phước đức lắm mà. Bà cười hiền rồi ừ một tiếng, bảo Ngọc về trước lo cho mẹ đi, lát bà mang cháo qua sau. Khép cánh cửa lại, bà đi vào trong bếp nấu ăn. Nghe tiếng lục đục, chồng con bà Tám tỉnh giấc, gượng người mở mắt ra, giọng cằn nhằn: ủa, phải bình thường 3 giờ trưa bà mới làm đem đi bán hay sao? Mới có 2 giờ mà. Bà Tám vẫn cầm cùi nấu cháo, không quay người lại trả lời chồng: hồi nãy con bé Ngọc nó qua gõ cửa, nói mẹ nó đang bệnh thèm cháo nên qua mua, thấy tội nghiệp quá nên tôi tráng nấu cho hai mẹ con nó nè. Anh Tiến con bà Tám nghe mẹ nói thì dụi mắt hỏi: ủa, bé Ngọc ở phòng 16 có người chị mới mất hả mẹ?
đúng rồi, tội nghiệp gia đình con nhỏ. Tao nấu xong á, mày bưng qua cho nó nghe. Sau chừng khoảng 30 phút chế biến, tô cháo lòng nóng hổi thơm phức của bà Tám hoàn thành. Bà sai đứa con bưng sang phòng cho bé Ngọc, dặn là không được lấy tiền. Anh dạ rồi hai tay bưng đi, xuống cuối dãy trọ đưa cho Ngọc. Tới cửa, tiếng gọi nhỏ vào bên trong. Ngọc ơi, cho lấy cháu nè, mẹ nấu xong rồi. Anh Tiến phải gọi khẽ vì sợ đánh thức những người hàng xóm khác. Chừng 5 phút sau không thấy ai ra mở cửa, nghĩ là Ngọc ngủ quên nên anh kêu lại. Chân đá nhẹ vào cửa cho phát ra tiếng động. Nửa phút sau, âm thanh mở ổ khóa vang lên từ bên trong. Ngọc đi ra, mặt vẫn còn hơi mơ màng, ngái ngủ. Dạ có gì không anh? Nãy em qua nhà anh mua cháo á, nhờ có rồi nè, em lấy đi. Nhìn tô cháo, Ngọc ngơ ngác. Ủa, em đâu có qua nhà anh mua cháo đâu. Ủa, mẹ nói hồi nãy em qua gõ cửa phòng, nói bà hai đang bệnh thèm cháo, kêu mẹ anh bán cho một tô mà. Ngọc xoa đầu, ngây thơ chưa hiểu gì. Tiếng nói tiếp. Mà thôi em cứ lấy đi, mẹ anh dặn là không có lấy tiền đâu. Chắc anh lộn người rồi đó. Nãy giờ em ngủ với mẹ mà, đâu có ra khỏi phòng đâu. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau. Anh Tiến lắc lắc đầu, ngớ ngẩn rồi bưng tô cháo lủi thủi quay về phòng. Thấy con trai và tô cháo còn nguyên trên tay, bà Tám hỏi. Ủa mày làm gì vậy? Sao không đưa cho con nhỏ đi? Con bưng qua phòng Ngọc rồi. Mà Ngọc nói đâu có gõ phòng mua cháo gì đâu mẹ. Sao không có được? Tuy ít tiếp xúc nhưng tao cũng biết giọng của nó mà. Con không biết nữa, mà Ngọc nói là không có mua. Con nói là không có tính tiền, mà Ngọc cũng không chịu lấy luôn. Ông Thành chồng bà Tám ngồi gần, nghe hết câu chuyện của hai mẹ con thì hỏi thêm vô. Bà có chắc là con bé Ngọc nó đi mua không? Bà Tám gật đầu, ra dấu chắc chắn là có. Ông Thành đâm chiêu rồi kêu bà Tám với thằng Tiến lo nấu cháo bán đi. Ba người sửa soạn hàng hóa xong xuôi thì trời cũng hửng sáng. Thấy bên phòng của bà hai đã sáng đèn, ông Thành mới sai Tiến qua gọi con bé Ngọc sang phòng hỏi chuyện. Ngọc vừa tới nơi, ông hỏi ngay. Vậy chắc chắn là không có mua cháo của vợ chú hả? Dạ không có, khuya giờ con ngủ mà. Ông Thành châu mày hỏi lại vợ mình một lần nữa. Bà Tám mới kể lại đầu đuôi sự việc. Rồi bà sực nhớ ra mà treo lên. À phải rồi, hai tờ tiền. Nãy giờ bà quên bén đi mất cái vụ hai tờ tiền mà cô gái đưa. Bà Tám liền mò vào trong túi, móc ra hai tờ 10.000 đặt lên phía trước. Cả bốn người tá quả trợn mắt hốt hoảng lên. Trời đất ơi, cái này là tiền âm phủ mà. Ủa, rõ ràng lúc nãy nó đưa tôi tiền thiệt mà. Bốn người nhìn nhau, mồ hôi đổ ra khắp mặt. Không gian trong phòng trở nên nặng nề hơn. Im lặng một chút, ông Thành mới lên tiếng. Mấy người có nhớ cái chuyện ông Mạnh kể mấy bữa trước không? Chuyện chú Mạnh gặp vong hồn chị Ngân á, rồi bị nhát xỉu phương bạc. Tao đang nghi ngờ chuyện đó. Không lẽ ông kể là thật sao? Thôi vậy đi, mày qua phòng ông Mạnh á, nhờ ông qua đây chút đi. Tiến dạ rồi chạy đi, bỏ lại ba người đang mang tâm lý hoang mang ở trong nhà. Chừng vài phút sau thì ông Mạnh cũng qua tới. Nè, hôm bữa ông nói là gặp trong hồng con Ngân hả? Ông kể lại rõ đầu đuôi cho mấy người tụi tôi nghe đi. Như gãi đúng chỗ ngứa bấy lâu, chú Mạnh lấy hơi kể rành mạch lại câu chuyện gặp chị Ngân tuần trước. Nghe chú kể xong, ông Thành và ba người kia cảm giác rất khác. Nếu lần đó nghe thì chỉ nghĩ là chú sai xỉn nên nói bậy thôi, làm cho Ngân mang tiếng. Còn lần này nghe lại thì cảm giác hơi sợ người. Ngọc cũng nói giọng hơi buồn. Chú đang nghĩ người gõ cửa mua cháo là linh hồn của chị con không chú Thành? Vậy là con Ngân nó vẫn chưa siêu thoát. Tội con nhỏ quá. Chắc là chết oan hay là có điều gì vướng mắc nên mới không chịu đi đó. Bà Tám thở dài thương cảm. Mấy người còn lại cũng cảm thấy có lý. Ông Mạnh câu mày hỏi. Vậy chứ bây giờ mọi người tính sao?
Không lẽ kêu thầy về bắt nó hả? Thôi không, không được bắt chị con. Bé Ngọc phản đối, mắt trướng lệ. Bà Tám ôm con nhỏ an ủi. Không có bắt đâu, con an tâm đi. Con bé Ngân nó ngoan hiền vậy mà kêu thầy bắt tội nó lắm. Tôi có ý kiến này nè. Một giọng nói lạ từ ngoài cửa phòng vọng vô. Bốn người đưa mắt nhìn ra. Ủa bà Tư, bà làm gì ngoài đó vậy? Không phải mình tôi đâu, nhìn nè. Bà Tư đưa tay chỉ, có thêm 6-7 người từ phía sau bà bước ra nữa. Quá ra nãy giờ mấy người hàng xóm nấp ở bên ngoài nghe hết câu chuyện trong nhà bà Tám. Cho tụi tôi xin lỗi nha, không cố ý rình đâu. Nhưng mà tại sát nhà nhau quá, bên đây mở đèn sáng trưng à, rồi còn nói chuyện trào trào nữa nên tụi tôi ngủ không có được. Qua tính hỏi sao sùm như vậy thì vô tình nghe được câu chuyện cô chú đang nói đó. Ông Thành mới mời tất cả vào bên trong. Phòng hơi chật nên người đứng người ngồi, nhưng ai cũng trật tự, để bàn bạc với nhau coi giải quyết cái chuyện này như thế nào. Bà Tư lên tiếng trước. Tuy đó con Ngân nó hiện ra như vậy, nhưng mà đều là không có ý xấu. Lần đầu tiên gặp ông Mạnh, con nhỏ cũng đâu có hủ gì ghê trợn đâu, phải không? Thì nó cho tôi coi mặt nó trắng bệch à, nên tôi mới quản thôi. Mà bữa nghe kể á, trước khi ông xỉu, ông nghe nó nói nhờ giúp cái gì phải không? Tôi nghe loáng thoáng là vậy, mà tôi sợ quá cho nên là không có biết gì nữa. Vậy lần đó nó hiện ra là nhờ giúp đỡ, mà ông tưởng nó nhát cho nên ngất xỉu. Còn lần này nó hiện ra mua cháo cho mẹ nó, tính ra là để cho bà hai ăn. Con bé vẫn vậy, vẫn như lúc còn sống, ngoan ngoãn hiếu thảo với mẹ nó lắm. Không gian chợt lặng xuống. Có lẽ mọi người trong lòng đều cảm nhận được một sự xót xa, nghẹn ngào dành cho Ngân, cô con gái yểu mệnh của bà hai. Thôi giờ tôi tính vậy, không có mời thầy bà gì hết, tội con nhỏ lắm. Đúng ngày 15 mỗi tháng, chúng ta mỗi người góp một ít để làm cái mâm cúng đi. Mong là nó được hưởng, sớm để siêu thoát. Mọi người có đồng ý với lời tôi không? Gần chục người bên trong ồ lên, vỗ tay tán thành ý kiến của bà Tư. Nhưng bỗng có một người trong số đó lên tiếng thắc mắc. Nhưng mà lỡ trong hồng con Ngân không chịu nhận lễ cúng mà tiếp tục hiện về nhắc bà con hàng xóm thì sao? Đám đông cũng đồng tình, có chút nhốn nháo khi nghe câu hỏi của người kia. Bà Tư trấn an. Không sao, cứ để tôi lo. Nếu mà con Ngân vẫn uất hận hiện về làm hại mọi người trong xóm, thì tôi sẽ gọi cho một người bà con tên là Tuân, cũng làm nghề thầy pháp, cực kỳ cao tay ấn, về đây bắt nó đi, được chưa? Hàng xóm tán thành ý kiến của bà Tư. Chuyện đã có cách giải quyết ổn thỏa, nên mọi người ai cũng bắt đầu về phòng nấy. Chú Mạnh kể xong, Thiên ngồi trầm ngâm rất lâu, nét mặt thương cảm thấy rõ. Một hồi sau mới cất tiếng hỏi. Vậy sau khi cúng rồi, vong hồn của Ngân có hiện về nữa không chú? Chắc là con Ngân hiểu được tâm lòng của hàng xóm láng giềng của mình dành cho nó, nên nó không có hiện về nữa. Hơn 3 năm mấy nay đâu có ai thấy gì nữa đâu, trừ cái lần mày gặp thôi. Thiên cảm thấy khó hiểu, trong lòng tự đặt ra bao nhiêu là câu hỏi. Tại sao Ngân lại cho nó nhìn thấy? Và nó tráng nhớ xem hình như hôm ấy cô ấy nói một cái điều gì đó, giúp rồi nợ là sao chứ? Càng nghĩ Thiên lại càng thấy rối ren, không hiểu nổi hàm ý ở bên trong. Cả đêm đó, Thiên chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn về sự nhờ vả của hồn ma cô gái kia mà không sao ngủ được. Mãi cho tới sáng, vừa chợp mắt được một tí vì quá mệt mỏi, thì nó bị đánh thức bởi tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi. Thiên tò mò dậy đánh răng rửa mặt, rồi ra ngoài nhìn xem có chuyện gì. Nó nhìn thấy ở đầu hẻm, mấy người trong xóm tập trung lại khá đông, bàn tán chỉ trỏ ôm sầm. Tiếng còi xe cứu thương cũng phát ra từ đó. Mẹ ơi, ráng lên, đừng bỏ con nghe mẹ. Bé Ngọc cầm tay bà hai, khóc lóc hoảng sợ nhìn mẹ mình đang nằm trên băng ca.
được vài nhân viên mặc áo trắng của bệnh viện đẩy đi gấp rút, dây nhợ trên người bà quấn chi chít, mũi thở oxy, trong hiện tại rất là yếu. Ngọc theo bà hai lên xe, tiếng còi hú vang lên một lần nữa, đưa cả hai trời đi khi trời mới tờ mờ sáng. Thiên hoang mang không biết đang xảy ra chuyện gì, bèn hỏi một người thanh niên đang đứng ở kế bên. Anh ơi, bé Ngọc với bà hai bị sao mà người ta đưa đi vậy? Người thanh niên đó đáp lại Thiên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo chiếc xe cấp cứu đang khuất bóng. Sáng nay bệnh của bà hai bị trở nặng, ối ra máu rồi khó thở. Bé Ngọc mới hốt hoảng chạy sang nhờ hàng xóm gọi xe cấp cứu giúp. Chắc là bà ấy trở nặng rồi. Thiên đưa mắt nhìn theo hướng chiếc xe đã đi xa, lo lắng cho sức khỏe của bà hai với bé Ngọc. Nó quay sang hỏi anh thanh niên. Anh ơi, anh chở em lên trên bệnh viện chỗ chiếc xe đó tới được không? Em trả tiền xe cho. Anh ta lúc này mới trợn mắt khỏi chiếc xe, nhìn qua Thiên thăm dò hỏi. Anh có quan hệ gì với nhà bà hai vậy? Dạ hàng xóm thôi à. Tôi mới tới đây mấy bữa, đang ở chung với chú Hùng với chú Mạnh của giải đó. Nghe đến tên hai chú thì anh thanh niên mới yên tâm mỉm cười. À, người thân của hai chú đó thì được. Đứng đây đi, chờ tôi dắt xe ra, rồi tôi chở anh đi. Tôi cũng đang muốn vô bệnh viện đây. Thiên cảm ơn rồi đứng chờ. Trong lòng nó đang rất sốt sắng, nghe những lời bàn tán xung quanh khiến cho tâm can càng lo lắng hơn. Chuyến này chắc bà hai không qua khỏi rồi. Thôi nhưng mà có khi vậy cũng tốt, coi như giải thoát cho bà. Chỉ tội con bé Ngọc thôi, chị mất rồi bây giờ thêm mẹ nữa, không biết con nhỏ có chịu nổi không đây. Những lời xì xào như những con dao đâm thẳng vào tim của Thiên. Anh thanh niên kia cũng dắt xe ra tới, cả hai cùng nhau tiến thẳng tới bệnh viện thành phố, nơi bà hai được đưa đi cấp cứu. Vào tới bệnh viện, cả hai vội vã chạy tới sảnh cấp cứu tìm, thì thấy Ngọc đang ôm mặt khóc rất nhiều. Thiên tiến tới ngồi bên cạnh nhỏ mà an ủi. Nè, mẹ em sao không sao đâu? Ngọc vẫn ôm mặt khóc lóc liên tục không dứt. Người thanh niên kia cũng ngồi xuống, ôm lấy vai Ngọc mà an ủi. Cố gắng lên, chị em sẽ phù hộ cho mẹ tai qua nạn khỏi mà. Một lúc lâu sau, âm thanh mở cửa của phòng cấp cứu nháy lên. Một bác sĩ mặc áo trắng đi ra. Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Hai vậy? Nghe tên của mẹ mình, Ngọc ngẩng đầu lên vội đáp. Dạ con, đó là mẹ của con. Bác sĩ gật gù, bước tới mời Ngọc vào trong phòng làm việc để nói về tình trạng sức khỏe của bà hai. Thiên và anh thanh niên không được vào bên trong nên chờ đợi ở bên ngoài. Lúc này Thiên mới quay qua người thanh niên kia. Cảm ơn anh vì đã đưa tôi tới đây nha. Anh thanh niên im lặng, đi vài vòng xung quanh rồi mới đáp lại. Có gì đâu, hàng xóm mà. Mà anh tên gì vậy? Tiến. Nghe đến tên anh ta, Thiên ạ lên. Quá ra đây là Tiến, con của ông bà Tám trong câu chuyện chú Mạnh kể. Thiên hỏi thăm xã giao, nói thêm vài chuyện lạc vặt, thì cửa phòng làm việc cũng mở ra. Ngọc từ từ đi ra. Sao rồi Ngọc? Cả hai đồng thanh hỏi. Ngọc không đáp mà bước đi vô hồn, ánh mắt không còn sự sống, ngồi khuỵu xuống dãy ghế chợ. Tình hình sao rồi em? Sao không trả lời anh vậy? Tiếng hỏi, nhưng gương mặt của Ngọc vẫn không cảm xúc. Trên mắt từ từ hai giọt lệ nhỏ xuống. Có lẽ em muốn khóc tiếp, nhưng không thể vì người đã quá kiệt quệ. Ngọc gục đầu cố trặn ra từng chữ bác sĩ nói với mình. Tình hình của mẹ em bây giờ rất là nguy hiểm. Nội tạng bên trong không bộ phận nào còn nguyên vẹn cả. Đa số đều bị lở loét ăn mòn rất là nghiêm trọng. Máu cũng bắt đầu có dấu hiệu trào ngược. Huyết áp cũng vượt ngưỡng 180-190 rồi. Hô hấp cũng không còn tự thở được. Từ giờ về sau phải thở máy suốt đời. Nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy thì mẹ em không còn bao nhiêu thời gian nữa. Cả hai chàng thanh niên nghe xong thì bàng hoàng. Tiến lại hỏi. Vậy bác sĩ có nói cách nào giúp cho mẹ em sống lâu hơn được không? Ngọc thẫn thờ. Thật ra trong những lần nhập viện cấp cứu trước á, bác sĩ đã nói cách thì không phải là không có. Nhưng ở Việt Nam thì công nghệ này vẫn chưa có tiếp nhận về. Phải sang Mỹ điều trị
thì mai ra mới có cơ hội sống tiếp được. Bác sĩ nói tình trạng của mẹ em hiện tại đã vào giai đoạn nguy hiểm rồi, bắt buộc phải điều trị càng sớm càng tốt. Để lâu thì tỷ lệ thành công sẽ bị giảm xuống rất là thấp. Thiên ngập ngừng hỏi: vậy qua chi phí qua Mỹ điều trị là bao nhiêu vậy em? Ngọc đáp mà ánh mắt dại ra, chẳng có một chút cảm xúc gì nữa. Dạ, chi phí đi Mỹ tốn tiền lắm. Nhưng biết hoàn cảnh gia đình của em nghèo, lại mẹ quá con côi, nên đã làm hồ sơ để xin bệnh viện bên kia giúp đỡ. Tuy nhiên hồ sơ được duyệt, nhưng mà số chi phí còn lại để đưa mẹ em qua Mỹ điều trị vẫn còn khá là cao, khoảng 500 triệu lận. Thiên và Tiến im lặng, nhìn Ngọc bàng hoàng thở dài bất lực. Buổi trưa, Tiến chạy xe đi mua hộp cơm cho Ngọc và Thiên, sẵn về nhà trước ba mẹ của mình vào bệnh viện thăm bà hai. Thấy Ngọc, bà Tám lật đật chạy tới an ủi: nè, ráng lên con gái. Ngọc chẳng còn tâm trí đáp lại, cơ thể nhỏ bé chẳng còn chút sức lực. Thiên đứng gần nhưng cũng chẳng nói được câu nào, vì nó biết bây giờ có nói cái gì cũng đâu giúp được cho Ngọc nữa. Bà hai nằm trên băng ca được các y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Họ bảo các bác sĩ đã rất cố gắng nên tạm thời cứu được bà, nhưng vẫn khuyên gia đình nên sớm đưa đi điều trị để có cơ hội sống tiếp. Chỉ số sức khỏe của bà hiện tại rất là thấp, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Bà hai được đưa vào trong phòng bệnh treo bảng bệnh nặng, được các bác sĩ nối dây vào người, mũi được gắn máy thở oxy. Cơ thể của bà thôi thớp khó khăn, cảnh tượng rất xót xa. Các y tá chỉ cho phép một người thân duy nhất vào chăm sóc, nên bé Ngọc túc trực luôn ở bệnh viện để chăm nom cho mẹ mình. Thiên và gia đình của Tiến đứng ở bên ngoài cửa kính, nhìn vào bên trong mà mắt ngấn lệ. Bà Tám xót xa nhìn hai mẹ con. Thiên không nỡ nhìn người thương của mình đau xót nữa, nên đã lủi đi, âm thầm ra khỏi khuôn viên bệnh viện, ngồi một mình. Lúc này thì chú Hùng, chú Mạnh cũng đi tới cổng bệnh viện sau cuộc gọi lúc nãy của nó. Thấy Thiên ngồi ngẩn ngơ, chú Hùng hỏi: sao rồi con? Nay tao với thằng Mạnh ham việc quá, chạy xe tới giờ mới về. Nghe mày nói tao hết hồn luôn đó. Thiên đăm chiêu nhìn xuống đất, mặt trắng chừng. Vài chục hay là 100 triệu thì còn cố gắng xoay sở được, đằng này tới 500 triệu sao mà kham nổi đây. Chú Mạnh nãy giờ không nói gì, giờ mới lên tiếng: rồi không lẽ để bà chết này vậy sao anh? Tầm bậy, sẽ cứu nhưng mà chưa biết cách nào thôi. Cuộc trò chuyện của cả ba không đi đến đâu, bàn cách này cách kia, nhưng cuối cùng cũng đều vô dụng. Vấn đề quan trọng nhất ở đây chỉ là tiền, và rất nhiều tiền. Ba chú cháu giơ tay đầu hàng và quyết định lầm lũi trở lại sảnh chờ của bệnh viện. Ngọc lúc này vẫn còn bên trong chưa ra. Tiến thì đã chở hai ông bà Tám về nhà. Chú Hùng, chú Mạnh sau khi ghé mặt vào lớp cửa kính nhìn mẹ con Ngọc ở bên trong một hồi thì đi mua cà phê. Thiên thờ ơ nằm dựa lưng vào hàng ghế, thở dài một cách vô dụng. Sự yên tĩnh ở đây khiến cho nó ngủ quên lúc nào không hay. Đôi mắt bắt đầu lim dim thì nó nghe tiếng gọi: Thiên, Thiên à. Là một giọng nói nhỏ nhẹ gọi tên nó. Thiên dụi dụi rồi từ từ mở mắt ra. Trước mặt là hình ảnh một cô gái đang đứng, tóc dài buông xõa, nhìn nó chăm chăm vào chỗ nó đang nằm. Ủa, Ngọc hả? Cô gái lắc đầu: không, tôi là Ngân, chị của Ngọc. Nghe đến tên Ngân, Thiên giật bắn mình, tỉnh cả ngủ, âm điệu trung trung: Chị chết rồi mà. Ừ, bây giờ tôi chỉ là một vong hồn thôi. Chị, vậy chị định làm gì tôi? Tôi không làm gì cậu đâu, tôi muốn nhờ giúp đỡ thôi. Tuy đến giờ vong hồn Ngân chưa làm gì nó, nhưng chỉ cần nhìn đôi chân không chạm đất kia thôi cũng đủ làm cho Thiên kiếp đảm. Nó muốn chạy thoát khỏi đây, nhưng chân dường như đã bị dán chặt xuống đất, toàn thân không cử động được. Không đợi cho Thiên kịp vùng vẫy thêm, Ngân lên tiếng khẩn khoản: thời gian của tôi ở đây không còn lâu nữa, bây giờ mẹ tôi lại bệnh nặng, tôi không cam tâm bỏ rơi bà. Nhưng mà
Bác sĩ bảo là cần phải qua Mỹ mới điều trị được mà. Ở đây bó tay rồi, mà muốn qua đó thì... Phải có tiền đúng không? Tôi có. Nhưng... Xin anh giúp. Người ta đang giữ tiền của tôi, mà bản thân tôi giờ không thể tự đi đòi được. Van xin anh mà. Câu khẩn khoản thành thật ý của Ngân khiến cho nó hơi mũi lòng. Nỗi sợ đã vơi đi được ít nhiều. Thế nhìn gương mặt của cô, tuy nó trắng bệch không có màu sắc, nhưng lại toát lên một vẻ hiền lành, dịu dàng, không giống như đang có ý định xấu xa. Thế ngẫm nghĩ vài giây, lấy lại được bình tĩnh cho hỏi Ngân. Cô muốn tôi giúp như thế nào? Gương mặt lạnh nhạt của Ngân khẽ cười khi biết được câu trả lời của Thiên. Đi đòi nợ giúp tôi. Hả? Đòi nợ giúp cô hả? Ừ. Vừa nói xong câu đó, Ngân liền biến mất đi. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Đòi nợ giúp ma, tác giả Lâm Thanh Thừa. Hẹn gặp lại quý thính giả vào lúc 20 giờ tối ngày mai với phần 2, cũng là phần kết cục của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.